Kính thưa giáo sư Bình và tất cả các thầy, các anh, các chị, thì chủ đề thứ hai chúng tôi cũng muốn là cư trú hơn, focus vào cái được gọi là high flow hoặc là thiết bị thở oxy lưu lượng cao cho những bệnh nhân suy hấp cấp. Thì đầu tiên là chúng tôi sẽ đề cập một cái phân biệt giữa là high flow là hệ thống khác với low flow ở điểm gì. Thứ hai là những cái bằng chứng về hiệu quả của high flow hiện nay chúng ta đã đạt đến đâu và cái vai trò áp dụng high flow ở trong cái bệnh nhân mà COVID-19 giống như bác sĩ Khiêm vừa trình bày. Thì chúng ta biết là nguyên tắc trộn khí là tất cả các trộn khí nó đưa từ các cái nguồn khác nhau đều xảy ra ở trong đường hấp trên và đường hấp dưới một phần, nhưng đa phần là trong đường hấp trên. Và các cái phụ thuộc vào cái kích thước của đường hấp trên, ví dụ mũi to, mũi bé chẳng hạn, thì khả năng trộn khí ở các bệnh nhân của chúng ta hoàn toàn khác nhau và tạo ra cái FEV khác nhau. Chính vì lý do như vậy chúng ta có thể chia ra hai loại, đó là oxy lưu lượng cao và oxy lưu lượng thấp. Như là trên cái slide này chúng ta nhìn thấy một bên là thấp, ví dụ như là chúng ta sử dụng cái hệ thống oxy tường của chúng ta, và hệ thống lưu lượng cao chúng ta bắt buộc phải sử dụng cái hệ thống có tính chất đặc thù, tức là cái dòng chảy nó phải rất là cao, cao hơn nhiều so với nhu cầu của chính cái bệnh nhân của chúng ta. Vậy thì cái cách thức mà chúng ta đưa cái dòng chảy đó vào trong bệnh nhân cũng phải khác. Ví dụ như là nếu mà canuyên mũi chẳng hạn, thì đối với lưu lượng thấp thì chúng ta thấy là rất là phổ biến, ai cũng biết. Nhưng lưu lượng cao thì chúng ta phải là không phải khi nào chúng ta thấy canuyên mũi nó rất là to, cái thể tích đưa vào cái khẩu kính nó rất lớn, và đặc biệt là cái chấu mà khi đưa vào trong mũi thì đôi khi nó phải đủ to để nó tạo ra dòng chảy lớn đi vào trong mũi. Và một cái điều rất là đặc biệt đối với cái hệ thống high flow đó là nó kèm theo cái dòng chảy lớn thì nó lại được làm ẩm và làm ấm rất là tốt. Do đó cái hệ thống high flow bao giờ cũng gần với cái điều kiện sinh lý của chúng ta hơn. Ví dụ ở trong tất cả các thở máy không xâm nhập thì nếu chúng ta không quan tâm đến vấn đề làm ẩm thì sau này có tính chất khô đờm, tắc đờm là cái hậu quả cuối cùng của nó là gì? Nhiều bệnh nhân của chúng ta đặt ống nội quản không phải là cái tình trạng bệnh nhân là nó suy hấp vì tổn thương phổi mà do tắc đờm trong hệ thống, và chúng ta phải đặt ống để chúng ta rửa, bơm rửa phế quản. Và trên thị trường thì chúng ta có rất nhiều các hệ thống high flow, và hiện nay tôi nghĩ là còn nhiều hệ thống nữa. Hiện nay chúng tôi có làm một số các cái nghiên cứu hợp tác với một số các cái giáo sư của Nhật Bản, họ đưa vào những cái hệ thống high flow mà thậm chí là không cần phải cái lưu lượng quá cao trong cái oxy hệ thống, mà họ có thể tạo ra cái dòng chảy lớn bằng các cái thiết bị có thể mang vác được, rất đơn giản, cái máy nó rất là nhỏ. Chứ còn trên hệ thống mà tôi nhìn thấy ở trên đây thì các bạn nhìn thấy là rất là to, đôi khi nó to hơn so với cái hệ thống oxy thường của chúng ta. Vậy thì vai trò sinh lý của hệ thống high flow là gì? Thứ nhất, quan trọng nhất là bởi vì chúng ta điều khiển được cái dòng chảy khí, do đó chúng ta kiểm soát tốt được FEV2. Như vậy đối với bệnh nhân COPD chẳng hạn mà FEV2 cần chính xác bao nhiêu phần trăm thì high flow nó giải quyết vấn đề đó. 100% đạt được cái tiêu chí FEV2 chuẩn. Đấy. Cái thứ hai là nó tạo ra được một cái áp lực dương, chính là CPAP. Cái CPAP bởi vì khi mà bệnh nhân thở ngược chiều với cái dòng chảy khí đi từ bên ngoài vào, nó sẽ tạo ra một cái CPAP mà đo được có thể từ 5 cho đến 7 cm nước. Như vậy là chỉ một cái thiết bị mà chẳng có máy móc gì cả mà tạo ra được cái CPAP thì rất là tốt, đúng không ạ? Nó giảm được cái công hấp, công thở. Nó giảm được khoảng chết, đặc biệt là với dòng chảy lớn nó có thể rửa trôi tất cả các CO2 ở trên hệ thống khí của chúng ta. Ví dụ bệnh nhân COPD chẳng hạn có rất nhiều CO2 ở trong mũi, thế là nhờ cái việc mà chúng ta sử dụng dòng chảy lớn nó rửa toàn bộ cái oxy CO2 đó ra, và khi bệnh nhân hít vào chẳng hạn thì cái khí thở vào cái CO2 nó giảm đi rất nhiều, và nó cải thiện được cái khả năng làm sạch đờm. Đây là một trong những cái lý do mà nó được áp dụng rất nhiều cho những bệnh nhân hậu phẫu, là hệ thống high flow thì kèm theo có làm ấm làm ẩm không khí. Do đó thì những cái bệnh nhân mà bị tắc đờm sau khi hoặc là sẹc phổi sau khi phẫu thuật thì rất là hưởng lợi được từ cái high flow. Hoặc là hiện nay thì chúng tôi thì cũng áp dụng rất nhiều cho bệnh nhân COPD. Thì bệnh nhân COPD sau khi là rút ống xong thì họ có vấn đề đờm dãi là vấn đề gây ra sự thất bại của họ thôi. Thì chúng tôi sử dụng high flow cho bệnh nhân, và tiến tới chúng tôi sẽ làm nghiên cứu trên bệnh nhân COPD, và trên thế giới bây giờ cũng có rất nhiều nghiên cứu như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy là cái cơ chế bệnh sinh có rất nhiều cái có lợi, và thực sự nó có giúp ích cho bệnh nhân của chúng ta rất nhiều. Tuy nhiên thì nó phụ thuộc vào gì ạ? Nó phụ thuộc vào tốc độ dòng và loại thiết bị. Các yếu tố khác nó cũng ảnh hưởng. Đó là như là khi mà miệng bệnh nhân mà thở mà lại hở hay là ngậm miệng thì nó sẽ cái hiệu quả nó sẽ khác nhau. Và đặc biệt là bệnh nhân có khả năng thở hay không, nó cũng ảnh hưởng đến câu chuyện đó. Về các bằng chứng nghiên cứu thì có rất nhiều bằng chứng nghiên cứu về high flow.
Ví dụ đây là một cái nghiên cứu tiến hành tại các khoa hồi sức của Pháp và Bỉ trên 23 khoa hồi sức và có tổng số là trên 300 bệnh nhân. Đánh giá về cái vai trò của HIFLOW đối với những bệnh nhân suy hấp cấp mà thiếu oxy. Và đây là các cái con số liên quan nghiên cứu, có số lượng nghiên cứu rất là lớn. Ví dụ họ tuyển chọn được trên 300 bệnh nhân và chia ra mỗi nhóm là chỉ được khoảng hơn 100 bệnh nhân để làm nghiên cứu thôi. Như vậy đối với những cái nghiên cứu về các cái thiết bị thở oxy thì đây là một trong những nhóm mà nghiên cứu rất là lớn, bởi vì đây là một thiết bị nó cũng tốn tiền chứ nó không phải là rẻ tiền để chúng ta tiến hành nghiên cứu. Đầu thứ hai là cái thiết kế nghiên cứu đôi khi cũng để nó chia thành các cái nhóm như thế này thì chúng ta biết là nó cũng không dễ để chúng ta làm mù. Kết quả của nghiên cứu cho chúng ta thấy là gì? Thứ nhất là HIFLOW là có cải thiện tốt hơn đối với điều trị oxy thông thường và thậm chí còn tốt hơn với thở không xâm nhập về cái quần thể chung liên quan đến cái vấn đề là giảm được tỷ lệ đặt nội quản. Như vậy đây là một cái nghiên cứu mà chúng ta đang kỳ vọng. Chúng ta muốn một cái thiết bị giảm được cái tỷ lệ đặt nội quản giống như NIV, nhưng nó lại rẻ tiền hơn NIV, nó dễ sử dụng hơn NIV. Thì đây là một cái thiết bị để mong chờ, đúng không? Và đặc biệt là cái nhóm mà bệnh nhân có P trên F thấp thì cái sự cải thiện đó còn rõ rệt hơn nữa đối với HIFLOW. Như vậy, HIFLOW là một thiết bị chúng ta đang kỳ vọng nó giảm đó cho giống như một thiết bị thở không xâm nhập. Và nó có hiệu quả ở trong nghiên cứu này. Nó giảm được tỷ lệ đặt nội quản ở đây là tới từ 38 ở trên cái nhóm mà bệnh nhân sử dụng HIFLOW so với nhóm thở oxy 47 và so với nhóm NIV là 50%. Thì đấy là một trong những nghiên cứu rất có ý nghĩa để chứng minh được cái vai trò của HIFLOW trên bệnh nhân suy hấp. Một cái nghiên cứu khác cũng tương tự như vậy. Nó so sánh trực tiếp HIFLOW với thở áp lực dương mà không xâm nhập và so oxy và làm giảm cái tỷ lệ đặt nội quản, thời gian nằm viện và tỷ lệ tử vong. Thì cái nghiên cứu này giống như một cái phân tích gộp cho ta thấy là đối với tỷ lệ giảm nội quản thì chúng ta thấy là nó có rõ rệt là giảm được tỷ lệ đặt nội quản so với cái biện pháp thở oxy thường quy. Và đối với thở không xâm nhập cũng tương tự như vậy, HIFLOW giảm được cái tỷ lệ thở không xâm nhập. Đối với bệnh nhân hậu phẫu thì là một vấn đề. Chúng ta biết là có rất nhiều bệnh nhân hậu phẫu sau khi mổ người ta bị xẹp phổi và có nguy cơ đặt nội quản có thể mức độ thấp hay là mức độ cao. Thì đây là hai cái nghiên cứu đăng trên JAMA cũng nổi tiếng, nó là liên quan đến chủ đề này. Và chúng ta đã có một nghiên cứu ở Việt Nam rồi, thì một cái đề tài của bác sĩ khoa học đã triển khai cái đề tài này, nhưng mà không, tất nhiên là không thể nghiên cứu được như họ rồi. Thì người ta thấy là kết luận của nghiên cứu là gì? Đối với những bệnh nhân rút nội khí quản mà có nguy cơ suy hấp và đặt nội quản thấp thì HIFLOW giảm được nguy cơ đặt nội quản trong 72 giờ đầu. Và trên bệnh nhân rút nội quản có nguy cơ đặt nội quản cao thì HIFLOW không kém gì so với thở NIV. Đây là một trong những cái mà chúng ta biết là có hai lựa chọn trong trường hợp những cái bệnh nhân nguy cơ cao đó. Đó là gì? Một là chúng ta thở không xâm nhập, hai là chúng ta đặt nội quản luôn. Đúng không ạ? Thì lựa chọn là thở không xâm nhập thì có hai cách để lựa chọn, một là thở NIV và thở HIFLOW, thì hai lựa chọn này tương tự nhau. Đối với bệnh nhân suy giảm miễn dịch thì rất nhiều nghiên cứu chứng minh được là HIFLOW cải thiện được cái tỷ lệ sống sót của bệnh nhân. Ví dụ đây là nghiên cứu điển hình nhất tiến hành của các cái tác giả, xin lỗi các bạn, đây là tác giả Pháp, thì thấy được cái sự khác biệt rất rõ rệt giữa cái nhóm giảm miễn dịch. Tuy nhiên những cái nghiên cứu tương tự như vậy thì không chứng minh được sự khác biệt đối với nhóm suy giảm miễn dịch. Do đó tại thời điểm hiện nay đối với những cái bệnh nhân suy giảm miễn dịch thì việc thở không xâm nhập dù là NIV hay là HIFLOW vẫn chưa thực sự thuyết phục là giảm được tỷ lệ đặt nội quản, tỷ lệ tử vong của bệnh nhân. Đối với bệnh nhân của chúng ta đang rất là quan tâm đó là cái bệnh nhân COPD. Bởi vì COPD thì cái vấn đề của HIFLOW hầu như nó chỉ có giá trị một chút liên quan đến cái FiO2 nó chính xác. Ví dụ trong COPD người ta sợ nhất là FiO2 tăng giảm mà thất thường dẫn đến cái sự ứ động của CO2 trong hệ thống. Thì HIFLOW nó giải quyết vấn đề đó. Vấn đề thứ hai là HIFLOW nó cũng giải quyết được vấn đề là một tí CPAP. Nhưng mà đối với COPD thì CPAP không phải là vấn đề chính. Thì đây là cái nghiên cứu mà cho chúng ta biết là vậy thì thử xem giờ HIFLOW so với cái điều trị ở đây là so với thở không xâm nhập thì cái nào có hiệu quả hơn. Thì cái nghiên cứu ở đây cho thấy là đối với cái tỷ lệ mà thất bại đặt nội quản thì HIFLOW có vẻ thấp hơn so với thở NIV. Như vậy đây là một trong những các cái nghiên cứu gợi mở cho chúng ta rằng có thể hệ thống HIFLOW cũng tác dụng tương tự, thậm chí còn tốt hơn so với NIV trên bệnh nhân COPD. Hệ thống HIFLOW là một trong cái
cái vấn đề rất nhiều các cái thảo luận. Ví dụ đây là một cái thảo luận nói về cái vai trò sử dụng Hyperflow trong hiện tại và tương lai, thì người ta sử dụng nó trong bệnh nhân COPD, rất nhiều chỉ định trong COPD. Ví dụ như điều trị bệnh nhân COPD tại nhà, giống như một cái nghiên cứu của Nhật Bản đang được chuẩn bị triển khai tại Việt Nam. Hoặc là bệnh nhân COPD mà khi gắng sức, hoặc là bệnh nhân có những vấn đề liên quan đến đờm dãi thì rất là quan trọng. Và đối với COVID thì rất nhiều các cái nghiên cứu và thử nghiệm đã tiến hành với đối với bệnh nhân COVID sử dụng Hyperflow. Tất nhiên đây là những nghiên cứu nhỏ thôi, mô tả thôi. Và chúng ta cần chờ thời gian cho các cái thử nghiệm lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên trên trên hệ thống Hyperflow trên bệnh nhân COVID, chắc là chúng sẽ đăng tải trong vài tháng tới. Thì cái thử nghiệm được, đây là một trong cái kinh nghiệm sử dụng thôi. Thì người ta thấy rằng là những cái bệnh nhân mà COVID ở trên đây là có tổng số là khoảng hơn chục bệnh nhân thở, so sánh giữa thở NIV, đặt nội thở máy và thở Hyperflow, thì cái tỷ lệ thành công của Hyperflow cũng rất là cao, tới 10 trên 17 trường hợp. Mà còn 7 trường hợp phải chuyển sang NIV, và cuối cùng là chỉ có 2 trường hợp đặt nội quản thôi. Và thường là gì ạ? Cái nhóm thất bại của Hyperflow ấy, thì thường là tỷ lệ phần trăm chủ yếu là gặp ở cái nhóm bệnh nhân có oxy thấp, tức là P trên F dưới 200. Các cái thử nghiệm khác cũng tương tự như vậy, chúng ta đang chờ những cái thử nghiệm tốt hơn. Tuy nhiên thì một trong những vấn đề người ta lo lắng nhất là gì? Khi chúng ta thật sử dụng lưu lượng oxy cao, và đặc biệt là khi thở không xâm nhập, thì cái nguy cơ lây nhiễm ra môi trường và đặc biệt cho nhân viên y tế nó sẽ tăng lên. Thì trong cái nghiên cứu này nói với chúng ta là đối với các so sánh với các biện pháp thở oxy khác thì Hyperflow không làm tăng rất nhiều, tức là tăng quá nhiều cái sự phát tán của virus. Ví dụ như so với thở Venturi mask hoặc là thở cái oxy mask thì nó cũng không cao lắm, mặc dù chúng ta sử dụng cái dòng chảy của Hyperflow rất là cao, tới 60 lít trên phút. Và một số các cái nghiên cứu cũng cho một số cái thử nghiệm mà người ta đã thử, và chúng ta ở đây các cái bạn đã tham gia vào, như là bạn Khiêm và một số bạn khác cũng đã tham gia vào cái việc áp dụng cho thở Hyperflow cũng như là cho bệnh nhân tự nằm sấp ở trong trong trường hợp bệnh nhân COVID, thì thấy rằng đây là một cái ca lâm sàng, thấy rằng là sự thay đổi khi mà triển khai cho theo thời gian của cái bệnh nhân này cho nằm sấp và cải thiện được cái tỷ lệ P trên F sau khi bệnh nhân chuyển từ tư thế nằm ngửa sang tư thế nằm sấp. Và đây là một trong những cái biện pháp rất là hứa hẹn và thực sự là một tín hiệu rất tốt, bởi vì khi chúng ta cho bệnh nhân nằm sấp, chúng ta thấy oxy bệnh nhân cải thiện, đó là chúng ta thực sự là rất là mừng. Để kết luận thì rõ ràng HFNC hay là Hyperflow là một hệ thống rất là an toàn, hiệu quả, dễ chịu, thậm chí còn dễ chịu hơn là bệnh nhân thở NIV. Cái thứ hai là lựa chọn bệnh nhân là quan trọng, bởi vì chúng ta không cho bệnh nhân nguy cơ giảm oxy quá sâu, ví dụ như là P trên F dưới 100 chúng ta cho thở thì chắc là không được. Thường là đảm bảo tốt nhất là khoảng từ 200 đến 300. Và đặc biệt là bệnh nhân COVID thì mức độ vừa phải thiếu oxy cũng có thể thử Hyperflow. Và đây là một trong những cái hứa hẹn cho chúng ta khi mà chúng ta có nhiều bệnh nhân hơn, có nhiều bệnh nhân mà nguy cơ, thì lúc đó cái cơ hội có thể chúng ta sử dụng các biện pháp hỗ trợ cho bệnh nhân sẽ tốt hơn. Xin trân trọng cảm ơn sự chú ý theo dõi của các quý vị.